Hello mọi người, tối hôm nay chị Loan sẽ đãi gia đình của mình hai món. Hôm nay chị Loan sẽ làm món ức gà cuộn phô mai và ức gà tẩm bột chiên giòn. Thì hồi sáng ngày Loan đi chợ, Loan có mua một cái ức gà, Loan rửa sạch và mình lột cái da ở bên ngoài rồi á. Bây giờ Loan sẽ đem phi lê cái ức gà này ra nha mọi người. Cái phần nạc ở bên miếng gà vậy thì Loan sẽ cắt ra làm cắt nhỏ ra để một hồi mình làm gà tẩm bột chiên. Còn cái miếng gà bự này thì mình sẽ phi lê ra nha mọi người, để một hồi mình cuộn phô mai vào bên trong. Gà mình đã phi lê rồi á, bây giờ thì mình sẽ ướp gia vị vào nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây là một ít hạt nêm. Một ít muối. Một ít tiêu. Ớt bột. Mình cho thêm một ít ớt bột nữa nha. Cho thêm một cái ít bột tỏi nha mọi người. Rồi mình dùng tay mình sẽ massage cái thịt này nè để cho nó đều. Sau đó mình để khoảng tầm 5-10 phút cho nó ngấm gia vị nha mọi người. Cái thịt nạc gà hôm nay mình cắt để mình làm gà tẩm bột chiên giòn đó thì mình cũng ướp như y chang như vậy nha. Ở trong tủ lạnh của Loan còn một miếng phô mai. Bây giờ mình sẽ lấy cái phô mai này ra mình cắt nhỏ, rồi mình sẽ cuộn vào trong cái ức gà. Mình dùng cái tăm á, mình mai lại nha mọi người. Khoai tây thì Loan sẽ cắt nhỏ, mình gọt vỏ rồi mình cắt nhỏ mình đem đi chiên. Ở bên Ru thì Loan không có mua được cái bột chiên xù, cho nên Loan sẽ sử dụng cái bắp sấy này nha mọi người. Mình sẽ cho cái bắp sấy này vào trong cái bịch, rồi mình cán cho nó thật nhuyễn ra. Để một hồi mình tẩm cái bột ở ngoài cho nó giòn, nó rất là ngon. Cái hiệu này cực kỳ là ngon nha mọi người. Chiên lên nó thì cái phần gà ở ngoài nó rất là giòn và thơm. Bắt đầu thì Loan sẽ đem đi pha một cái hỗn hợp bột. Để một hồi mình tẩm gà vào, mình cho một ít bột mì và một cái trứng gà vào, mình đánh cho nó đều lên. Rồi bắt đầu mình sẽ cho sữa tươi vào nha mọi người. Mình đánh cho cái hỗn hợp này nè nó hơi sệt sệt là được. Như thế này là được. Rồi bắt đầu mình sẽ cho thêm vào đây một ít tiêu, một ít muối. Đánh đều lên nha mọi người. Khoai tây của mình lúc này cũng đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra.
khoai tây vớt ra rồi mình sẽ gắp một ít muối lên khoai tây để cho khoai tây mình nó được đậm đà nha. Bây giờ Loan cho cái ức gà vào trong cái bột, rồi bắt đầu mình cho vào trong cái bắp sấy vậy nè mọi người. Nó mình làm như vậy á, rồi mình bỏ vào trong dầu chiên rất là giòn, mình làm tới đâu thì mình chiên tới đó nha. Ở đây Loan làm 4 cái nè, bắt đầu Loan sẽ bỏ vào trong nồi Loan chiên. Loan bắt thêm một cái chảo bên kia mình chiên cho nó lẹ mọi người. Nãy giờ Loan quay video á, bây giờ muộn rồi phải không? Con mình nó đói rồi, bởi vậy mình bắt hai chảo mình chiên cho nó lẹ. Ôi, bây giờ cũng đã làm xong món ăn cho gia đình của mình buổi tối rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho khoai tây ra đĩa, rồi mình cho gà lên. Thế là thưởng thức nha mọi người. Đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn á cả nhà. Giới thiệu với mọi người, đây là hai đứa con gái của mình. Còn đây là ông xã của mình. Cái này là mình quay video quay lén nha mọi người, chứ chồng của mình không có thích lên video.